Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Đốt khói báo động, toàn quân chuẩn bị ứng chiến. Kẻ địch đến rồi. Đội cung lên thành. Đánh trống. Gia cố cửa thành. Cẩn thận khống mã. Trúng rồi. Xảy ra chuyện gì vậy, thiên lôi hay sao? Đại nhân, bên đó đỉnh núi có một đội phục binh. Trúng rồi. Hỏa pháo đã phá cửa, trận chiến này nhất định là phải chiến thắng. Đại nhân không hay rồi, cửa thành đã bị thiên lôi phá nát rồi. Không cần phải kinh sợ. Nhanh, thả chiến cân hạp xuống, chặn lại kỵ binh. Làm kinh doanh lâu như vậy, bạn kinh doanh đến tận cửa, sao các ngươi có thể đóng cửa không gặp vậy? Thôi bỏ đi, trăng đen gió cao, đêm giết người. Đây chính là thời cơ tốt để trại Cáp Mô chúng ta làm một vụ làm ăn lớn. Trong đêm, hắn giống như là một con Kekera khổng lồ ngồi trên tường thành. Con Kekera đó nói: cướp đây. Gió lớn nổi lên làm nổi hứng. Lương thực của người chính là lương thực của ta. Giết giết giết. Tiền phong biến trận, nhất tự trưởng xa trận. Thả trâu. Châu đen là tiên phong, công phá cổng thành. Truyền lệnh. Đội cung lên tường thành. Truyền lệnh. Đội cung lên tường thành. Doanh một bên trái, doanh hai bên phải. Đáng ghét, buồn ngủ quá. Đội hai, cửa lớn liệt trận. Nhanh lên, đừng nề mề nữa. Cái gì? Trên tường thành. Thật sự là có một con hung thú đang phát điên. Thủ binh ở trên tường thành toang hết rồi. Đây là quái vật gì? Chủ soái đâu rồi? Thành chủ đại nhân đâu rồi? Chúng ta nên làm thế nào? Chống lại. Cửa thành bị phá rồi,